thanh lọc cơ thể mỗi tuần một lần với nước ép củ dền, vừa rẻ vừa tốt, lại tại sao bạn không thử nè. Và hôm nay cùng em đi làm loại nước ép để mình thanh lọc cơ thể. Và đây là dưa leo nha mọi người, dưa leo, củ dền và cà rốt. Tại vì củ dền đó mọi người nó rất là hơi, nếu mà đối với những người mà chưa biết uống á, thì khi uống mọi người sẽ cảm thấy nó rất khó uống, nên là em muốn mix chung với lại là cà rốt nè, dưa leo và một chút xíu chanh và gừng nha mọi người. Đây là một loại nước ép để mà mình sẽ thanh lọc cơ thể mình sau một tuần lễ, giúp thải độc gan rất là tốt luôn nha mọi người. Và cùng em làm một loại nước ép này nha. Và đầu tiên thì sẽ là cà rốt nha mọi người. Cà rốt thì em sử dụng là cà rốt Đà Lạt nha mọi người, nó sẽ tốt hơn. Tại vì cà rốt ở mình mua, mình tìm hiểu cho kỹ là mình chọn những cái loại mà rau củ quả tốt cho sức khỏe và có nguồn gốc rõ ràng thì mình uống vô nó sẽ rất tốt nha. Đó thì đây là cà rốt mà là cà rốt Đà Lạt mà em mua nè. Đó thì mình sẽ cắt cà rốt ra nha mọi người, cắt cà rốt ra nhỏ nhỏ như thế này và sau đó thì mình sẽ đi ép nha. Tại vì do là cái máy của em nó là máy gia đình á, cho nên là nó sẽ nhỏ chứ nó không có lớn, nên mình sẽ cắt vừa vừa để mà nó vừa với lại cái máy nha. Và đây là dưa leo này cũng là cái chỗ mà bán đồ rau củ quả Đà Lạt luôn nè mọi người. Dưa leo này rất là thơm nha mọi người, cắt ra là nghe mùi thơm và ngon. Đó thì đây là dưa leo mình cũng sẽ cắt ra, mình không cần bỏ hạt gì hết, tại vì dưa đưa vô máy ép là nó ép hết luôn nha mọi người nha. Đó thì mình sẽ cũng cắt nhỏ ra, củ dền mình cũng cắt nhỏ vừa ra luôn nha mọi người. Đó thì đây là một phần nước ép của em, là tất cả là tầm 600 gram nha mọi người, 600 gram các loại rau củ quả này, ba loại này. Thì củ dền á, nên là mọi người nếu mà mới uống á, mình nên uống ít thôi nha, là tầm 50 gram thôi củ dền thôi, chứ không nên uống nhiều nha mọi người. Củ dền á là một ngày mình không uống quá 200 ml nước củ dền nha, nó vừa tốt nhưng mà nó cũng không có không nên uống nhiều. Đó thì bây giờ em mình sẽ ép nha mọi người. Đây là đầu tiên là em sẽ ép nước dưa leo này, mọi người thấy cái màu xanh đẹp chưa nè. Và tiếp theo là mình sẽ ép từ từ hết các loại nước ép còn lại nha mọi người nha. Đó, và đây là một ly nước ép rất là sao ta, nó không có dễ uống đâu mọi người, nó cũng hơi khó uống á, nhưng mà để mà tốt cho sức khỏe là mình uống mọi người ha. Đó, cái nào mà mình thấy nó tốt cho sức khỏe, thí dụ như uống củ dền không á mà nó sẽ rất là khó uống nha mọi người nha. Em uống em thấy là mình nên mix thêm các loại rau củ quả còn lại, giống như là em sẽ mix thêm dưa leo nè, cà rốt nè, để mình cho cái mùi củ dền nó giảm bớt đi cái độ khó uống á, thì mình sẽ mix chung hai ba loại này lại với nhau nha. Đó, thì công thức của em là 50 gram củ dền thôi, nếu mà uống lần đầu, nếu mà mình uống lần mà mình uống được và mình uống nhiều rồi đó thì mình sẽ tăng cái củ dền lên từ 50 đến 100 gram thôi nha, không nên uống nhiều nha mọi người nha. Đó, công thức là 50 gram củ dền, còn dưa leo với cà rốt mình sẽ chia ra mỗi thứ phân nữa. Thì đó, đây công thức này là 600 gram rau củ quả các loại nha mọi người nha. Đó, công thức này thì mọi người nếu mà mới uống thì một tuần nên uống một lần thôi, một đến hai lần thôi, không nên uống nhiều nha. Và là hôm nay cuối tuần nên em sẽ thanh lọc cơ thể với lại một ly nước ép củ dền, cà rốt và dưa leo cho mọi người nha. Uống cũng dễ uống chứ không khó, nhưng mà mới uống lần đầu nó sẽ có cái vị nó hơi hăng hăng, tại vì mình có em có biết chứ gừng với chanh đó mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nha, đầu cuối tuần mình thanh lọc cơ thể đi mọi người, rồi đầu tuần chiến với em với những menu công thức mới nha, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Rồi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha.